sẽ hát cái bài nhạc này. Thường thường quý vị nghe là hát slow, mình đang hát trên đề Spring với tay đàn của anh Ngọc Thịnh nha quý vị. Và đừng quên gọi cho Mỹ Lan nếu quý vị cần những cái một cái ban nhạc hay là một cái chương trình văn nghệ từ A cho tới Z nha. Chúc cho tình yêu của mọi người luôn tràn đầy tình yêu cho vị. Xót nắng hay nhu thân thế nhân.